hào minh quân anh hùng cứu nguy dân Việt, quên thân mình ngày ngày chung lo Việt nước. Một lời thề vì dân chiến đấu không ngại ngùng, vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam đào minh quân dân đang chờ ngày vui nó ấm, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam đào minh quân xây cơ đồ hồn thiên sông núi, anh dương lên soi sáng khắp địa cầu, anh dương lên soi sáng khắp địa cầu, anh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Đây là tiếng nói của Cục Dân Vận, kênh truyền thông của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Tôi là đại biểu Kim Lan, là phát ngôn viên của Cục Dân Vận. Xin trân trọng kính chào Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý đại biểu, quý đồng nhiệm, cùng đồng bào Việt Nam thân thương trên toàn cầu. Kính thưa quý vị khán thính giả, hôm nay tôi đại diện kênh thông tin truyền thông Cục Dân Vận muốn gửi đến cho quý vị một đề tài: luật trưng cầu dân ý. Luật trưng cầu dân ý là quyền hiến định của luật pháp quốc tế đã được ban hành, ấn định cho tất cả mọi người công dân của bất cứ một quốc gia nào trên thế giới đều được quyền trưng cầu dân ý. Đây là cái quyền tự do căn bản nhất của một con người. Vậy trưng cầu dân ý là gì? Trưng cầu dân ý có nghĩa là trưng cầu ý dân, tức là lấy ý kiến của người dân qua lá phiếu bầu. Người dân có quyền thể hiện cái chính kiến của mình, cái nguyện vọng của mình, cái sự mong muốn của mình qua cuộc tham gia trưng cầu dân ý. Thực ra thì trưng cầu dân ý chỉ có ở các nước tự do, còn những nước mà độc tài, độc tôn, độc trị thì không có ban hành đạo luật trưng cầu dân ý, chỉ là đảng cử dân bầu mà thôi. Nhưng ngày hôm nay, sở dĩ ở trong nước Việt Nam chúng ta mà chính quyền của cái gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đưa ra đạo luật trưng cầu dân ý là vì chính phủ Hoa Kỳ đã và đang song hành cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Đào Minh Quân và được 27 quốc gia Âu Châu Liên Hiệp Quốc công nhận và ủng hộ. Do đó mà Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ dùng Hiệp định Paris và Hiệp định Geneva buộc Cộng sản Việt Nam phải thực thi đạo luật trưng cầu dân ý. Mà quý vị phải biết rằng là Cộng sản Việt Nam muốn ban hành đạo luật này ra là phải qua tay Tàu Cộng, phải có ý kiến của Tập Cận Bình, và rồi cuối cùng là Quốc hội Việt Nam phải chấp nhận thông qua đạo luật trưng cầu dân ý ngày 25 tháng 11 năm 2015, gồm có 8 chương 52 điều, có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, có nghĩa là người dân Việt Nam trong quốc nội có quyền tham gia trưng cầu dân ý vì đã được nằm trong hiến pháp Việt Nam đưa ra trước khi Tổng thống Obama đến viếng thăm Việt Nam vào ngày 23
đến ngày 25 tháng 5 năm 2016. Tức là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt buộc phải chấp nhận cái đạo luật trưng cầu dân ý này. Khi mà Cộng sản Việt Nam đồng ý chấp nhận cho người dân Việt Nam có quyền tham gia trưng cầu dân ý, tức là Cộng sản Việt Nam đã lọt vào cái chiến lược của chính phủ Hoa Kỳ rồi. Khi mà chính phủ Hoa Kỳ đưa ra chính sách cho Cộng sản Việt Nam ban hành đạo luật trưng cầu dân ý, thì chúng ta phải hiểu rằng chính phủ Hoa Kỳ ngầm ủng hộ cho chính phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Đào Minh Quân. Do đó mà cái thế quốc tế có được của chính phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa ngày nay rất mạnh mẽ. Nhưng anh chị em phải hiểu là chính phủ Hoa Kỳ không có ký với Cộng sản Việt Nam một văn kiện nào cả. Và như chúng ta cũng biết, chỉ có các nước tự do, văn minh mới có trưng cầu dân ý. Còn nước độc tài cai trị như Cộng sản Việt Nam hơn 40 năm qua không bao giờ có trưng cầu dân ý. Nói riêng miền Nam là kể từ 30 tháng 4 năm 1975 cho đến ngày ban hành đạo luật là hơn 40 năm qua, chỉ có đảng cử, đảng bầu, đảng quyết định, chứ người dân không có quyền trưng cầu dân ý. Và kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến nay là đã hơn 3 năm, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ tổ chức một cuộc bầu cử nào một cách công khai, công bằng cho người dân trong nước Việt Nam, như anh chị em cũng đã biết. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, hiện là đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Đào Minh Quân, đã mở ra hội nghị Diên Hồng ngày 19 tháng 2 năm 2017 để kêu gọi người dân Việt Nam trên toàn thế giới cùng tham gia trưng cầu dân ý, và đặc biệt là người dân tại quốc nội. Mục đích trưng cầu dân ý này là nhằm giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam mà không kinh qua một cuộc chiến đổ máu. Là vì trong tình hình tại Việt Nam, dưới sự cai trị thối nát, phi dân chủ của Cộng sản Việt Nam đã hơn 44 năm qua, một cuộc bỏ phiếu đúng đắn và tự do không thể diễn ra. Do đó, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Tổng thống Đào Minh Quân tổ chức trưng cầu dân ý để người dân trực tiếp quyết định về một vấn đề chính trị của đất nước. Trưng cầu dân ý hay bỏ phiếu toàn dân là một cuộc bỏ phiếu trực tiếp, trong đó toàn bộ các cử tri được yêu cầu chấp nhận hay phủ quyết một vấn đề, một đề xuất đặc biệt. Đó có thể là sự thông qua một hiến pháp mới, một sự sửa đổi hiến pháp, một bộ luật, một sự bãi miễn một quan chức đã được bầu, hay đơn giản chỉ là một chính sách riêng của chính phủ. Trưng cầu dân ý hay bỏ phiếu toàn dân là một hình thức dân chủ trực tiếp. Ngày nay tại Việt Nam, trong dự thảo luật hay các vấn đề lớn của đất nước thường gọi là lấy ý kiến nhân dân, tức là trưng cầu dân ý. Trưng cầu dân ý là thể hiện cái quyền tự quyết của một người tham gia vào cái cuộc trưng cầu dân ý, là tham gia vào một tiến trình để lấy lại dân chủ đất nước và triệt hạ chế độ Cộng sản tại Việt Nam. Do đó, đặc biệt là đồng bào tại quốc nội hãy mạnh mẽ tham gia trưng cầu dân ý để thay đổi lãnh đạo, thay đổi chế độ như mình mong muốn. Người dân có quyền bầu một vị nào xứng đáng,
có tâm, có tài, có đức như Tổng thống Đào Minh Quân. Ngài có lòng yêu nước, thương dân, bao la, vô bờ bến, đứng ra lãnh đạo đất nước, thay thế những tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam bán nước, hại dân. Người dân có quyền tham gia trưng cầu dân ý, ủng hộ Tổng thống Đào Minh Quân để thay thế chế độ Cộng sản bằng chính thể Việt Nam Cộng Hòa có tự do, dân chủ và nhân quyền trên quê hương Việt Nam. Hơn nữa, chính nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, theo hiến pháp, Cộng sản Việt Nam đã đồng ý chấp nhận cho toàn dân Việt Nam tại quốc nội có quyền tham gia trưng cầu dân ý kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, thì Cộng sản Việt Nam không có quyền tiếm đi cái quyền đó hoặc là bắt bớ những ai mà đã tham gia hay vận động người dân tham gia trưng cầu dân ý. Tôi xin nhắc lại, đây là cái quyền tự do căn bản nhất của một con người. Để nói lên lòng dân đang muốn gì, đang cần gì. Cái mà chúng ta muốn là một cuộc sống sung túc, sung sướng, đầy đủ tiện nghi, không có bữa no, bữa đói, trả tiền nhà tháng này, lo tiền nhà tháng tới. Con em chúng ta đi học không tốn tiền, đau bệnh đến bệnh viện không tốn viện phí thuốc men. Điều mà chúng ta mong muốn là con người phải có nhân quyền và dân quyền, có tự do và được luật pháp bảo vệ, che chở. Vậy thì anh chị em phải trưng cầu dân ý. Trưng cầu dân ý để mưu cầu hạnh phúc cho toàn dân Việt Nam khi Tổng thống Đào Minh Quân chính thức công khai có mặt tại Việt Nam. Ngày nay, ứng dụng trưng cầu dân ý bằng trang điện tử, bằng hệ thống mới rất là văn minh, hiện đại, tối tân, tinh vi và an toàn, là vũ khí siêu hình mà Việt Nam chúng ta mới có đầu tiên trên thế giới. Đây là phương tiện đại chúng mà Cộng sản Việt Nam không bao giờ quản lý được, không bao giờ theo dõi để biết được đồng bào an tâm. Những nhà khoa học tài ba, kỹ sư, tiến sĩ của chính phủ là những nhà ái quốc Việt Nam chân chính, có bộ óc thông minh, sáng tạo, sẵn sàng cống hiến cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, cùng với Ngài Tổng thống Đào Minh Quân sáng lập ra hệ thống trưng cầu dân ý đó. Thưa anh chị em, khi mà số phiếu đã đạt được trên 5 triệu phiếu, đủ số liệu theo cái sự đòi hỏi của Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc ấn định là chúng ta đã thắng Cộng sản rồi. Thắng Cộng sản bằng cách gì? Khi chúng ta đã đạt được trên 5 triệu phiếu, thì chúng ta giao 5 triệu phiếu này cho một người đủ điều kiện để đại diện tiếng nói người dân thay mặt và đại diện cho toàn dân Việt Nam là Tổng thống Đào Minh Quân sẽ tiến vào Liên Hiệp Quốc và chính phủ Hoa Kỳ để giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại sao mà chúng ta có gần 60 triệu người dân từ 18 tuổi trở lên để tham gia trưng cầu dân ý mà chính phủ chúng ta chỉ cần trên 5 triệu phiếu thôi là thắng được Cộng sản? Là vì hiện nay Cộng sản Việt Nam có 4 triệu đảng viên, kể cả cán bộ công an, và cộng thêm khoảng nửa triệu bộ đội đang hiện dịch thì tổng số là 4 triệu rưỡi. Cho nên Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc chỉ cần chính phủ chúng ta đạt được trên 5 triệu phiếu là thắng rồi. Do đó
mà trưng cầu dân ý là sức mạnh vô song, là vũ khí tối mật. Vì mỗi lá phiếu là một viên đạn bắn vào thành trì của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà Cộng sản chúng không có phương cách gì đỡ được. Trưng cầu dân ý bằng trang mạng điện tử mà Tổng thống Đào Minh Quân đưa ra là chúng ta không cần nương tựa vào ai cả, mà chúng ta phải biến ước mơ đó thành sự thật bằng sự quyết tâm của mình. Trưng cầu dân ý là quyền lợi tối thượng mà Tổng thống Đào Minh Quân đã trao tận tay cho người dân, để đồng bào quyết định vận mệnh tổ quốc cũng như vận mệnh của chính mình chỉ bằng cách tham gia trưng cầu dân ý. Tổng thống Đào Minh Quân đánh Cộng sản có chiến lược, có chiến thuật. Tổng thống Đào Minh Quân đánh Cộng sản Việt Nam vào giờ phút tối hậu, vào giờ phút thiêng liêng nhất, vào giờ đã điểm. Để giải quyết những cái đau thương thì Hoa Kỳ sẵn sàng nhảy vào can thiệp giúp cho đồng bào Việt Nam chúng ta. Do đó mà đồng bào hãy cố gắng lên. Hiện nay Tổng thống Đào Minh Quân có 3 mũi tên đang bắn vào Cộng sản Việt Nam. 3 mũi tên này phối hợp rất nhịp nhàng, đồng nhất. Mũi thứ nhất là trưng cầu dân ý. Mũi thứ hai là Tổng thống Đào Minh Quân kiện Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam tại Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Mũi thứ ba khơi dậy hai cái hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Geneva ngày 20 tháng 7 năm 1954. Tuy nhiên, chính phủ chúng ta, Tổng thống Đào Minh Quân chỉ cần một mũi tên trong ba mũi tên mà Tổng thống Đào Minh Quân đang bắn vào Đảng Cộng sản Việt Nam có thể xuyên thủng luôn chế độ Cộng sản Tàu Cộng. Đó là mũi tên trưng cầu dân ý. Trưng cầu dân ý chính là một trong những mũi tên rất bén nhọn để Tổng thống Đào Minh Quân triệt hạ Cộng sản Việt Nam và đuổi Tàu Cộng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, trở về nơi biên giới của họ. Trưng cầu dân ý cũng chính là trượng phương bảo kiếm mà Tổng thống Đào Minh Quân dùng để chặt đứt Cộng sản, nhổ cỏ tận gốc rễ Cộng sản. Cho nên chính phủ chúng ta, ngài Tổng thống Đào Minh Quân rất cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ đã làm việc một cách hiệu quả về việc Cộng sản Việt Nam thông qua đạo luật trưng cầu dân ý. Tại vì nhà cầm quyền độc tài Cộng sản thì không bao giờ chấp nhận việc trưng cầu dân ý. Và hiện nay, Cộng sản Việt Nam không còn con đường nào chọn lựa ngoài con đường phải đi theo ngài Tổng thống Đào Minh Quân thôi, là phải trưng cầu dân ý để tự cứu lấy mình, tự tìm cho mình một lối thoát. Khi số phiếu trên 5 triệu phiếu và cũng là ngày tàn của Cộng sản phải đến trên quê hương Việt Nam chúng ta. Thưa anh chị em, khi Tổng thống Đào Minh Quân đem đệ tam Việt Nam Cộng Hòa trở lại Việt Nam, thì Việt Nam của chúng ta sẽ trở thành một quốc gia độc lập, tự do, dân chủ, nhân quyền. Tổng thống Đào Minh Quân, ngài sẽ đưa đất nước Việt Nam phát triển hùng mạnh trong sự hòa bình, thịnh vượng lâu dài, thì mới có một tương lai tươi sáng. Một ngày nào đó, Việt Nam chúng ta sẽ trở thành người hàng xóm mạnh mẽ, một láng giềng cường thịnh,
cũng như các quốc gia khác ở Indo-Thái Bình Dương. Như lời Tổng thống Trump từng nói trong hội nghị APEC tại Đà Nẵng vào tháng 11 năm 2017. Bài chia sẻ đến đây là chấm dứt. Mọi sự đóng góp xin liên lạc bằng cách gửi điện thư về hộp thư Cục Dân vận A+ Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời viết tắt .com để góp sức cho công cuộc giải thể tà quyền cộng sản theo thế quốc tế. Yêu cầu hãy trưng cầu dân ý qua link an toàn 100% www.trưngcầudânyviếttắt.us. Chúng tôi gửi lời cầu nguyện trên có trời Phật đấng tối cao, hồn thiên sông núi, luôn xin độ trì cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, sớm hoàn thành chí nguyện giải thể tà quyền cộng sản, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe kênh truyền thông của chúng tôi. Mong quý vị đăng ký và chia sẻ thông tin này thật rộng rãi đến với mọi người dân. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Vào trang tcdi.com. Giao diện sẽ hiện ra, bạn điền thông tin vào mẫu có sẵn. Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số căn cước và những thông tin liên lạc như Facebook, email, số điện thoại và người giới thiệu. Bình minh tỏa chiếu trên khắp quê hương Việt Nam, trưng cầu dân ý sạch bóng hung nô tham tàn. Chiều chiều người dân hân hoan bầu cho xứng danh, bầu đào minh quân thương dân vì nước quên mình. Đoàn kết chung dựng xây tổ quốc ta kiêu hùng, rồi một ngày mai tương lai Việt Nam sáng tươi, một trời hạnh phúc sống thiên đường vừa thế gian. Sau đó chọn có hoặc không, đồng ý chọn có, không chọn không. Đồng ý tham gia chọn có, không thì chọn không. Xác nhận thông tin đúng sự thật, chọn có, kiểm tra lại thông tin và ấn gửi. Một thông báo sẽ xuất hiện, ghi lại mã số này, để có quyền lợi cho mai sau. Người dân hân hoan bầu cho xứng danh, bầu đào minh quân thương dân vì nước. Hãy chuẩn bị cờ vàng, cùng chào đón chính thể Cộng hòa trở lại trên quê hương Việt Nam và đón một mùa xuân tự do Canh Tí 2020. Rồi một ngày mai tương lai Việt Nam sáng tươi, một trời hạnh phúc sống trên đường giữa thế gian. Trưng cầu dân ý bầu đào minh quân, trưng cầu dân ý bầu đào minh quân, trưng cầu dân ý bầu đào minh quân, trưng cầu dân ý bầu đào minh quân.